tai nạn giao thông thảm khốc trên đường rước dâu, 4 nạn nhân rất nguy kịch. Đến sáng nay 30 tháng 7, ngoài 13 người chết, 4 nạn nhân vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường đi đón dâu đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cũng trong tình trạng rất nguy kịch. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, khoảng 3 giờ 30 sáng nay, bệnh viện tiếp nhận 5 trường hợp cấp cứu, trong đó có một bệnh nhân nữ khoảng 30 tuổi tử vong trước khi vào bệnh viện, 4 người còn lại có 2 em nhỏ tầm 6 tuổi. Trong đó, một em bị suy giảm nhận thức, hôn mê sâu, chụp CT có kết quả, bị xuất huyết phù não hai bên. Đến sáng nay 30 tháng 7, em nhỏ này vẫn còn hôn mê, tiên lượng vẫn còn nặng. Em nhỏ còn lại bị tổn thương nặng vùng mạch, biến dạng vùng hàm mặt. Các bác sĩ đã mổ, đến sáng nay bước đầu đã ổn định và đang tiếp tục theo dõi đặc biệt. Theo bác sĩ Nhân, hiện tại hai người lớn bị thương rất nặng, gồm bệnh nhân nam chấn thương sọ não, vùng ngực, dập não và có máu tụ trong não, dập phổi, đa chấn thương nặng đang được tích cực hồi sức, hồi chẩn. Còn lại bệnh nhân nữ hơn 30 tuổi bị đa chấn thương rất nặng, gãy cả tay, chân, các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa. Bệnh viện đã huy động tất cả các bác sĩ giỏi nhất tập trung cứu chữa các nạn nhân. Bệnh viện cũng đã bố trí hỗ trợ xe đưa các nạn nhân đã mất về quê ngay sáng nay. Anh Dương Chí Linh, bố của bé gái bị chấn thương vùng mặt cho biết, hiện tại bà ngoại và mẹ của con đã mất. Anh đang trong tâm trạng rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng hết sức cùng bệnh viện lo cho con. Tôi đi xe khác chạy phía sau xe bị nạn. Lúc tai nạn xảy ra, xe di chuyển với tốc độ bình thường tầm khoảng 60 km/h, nhưng có thể do tài xế buồn ngủ đánh lái qua làn ngược chiều đúng lúc xe container di chuyển chiều ngược lại và sự việc đáng tiếc đã xảy ra, anh Linh kể lại. Như đã đưa tin, chú rể Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1991, trú thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, làm việc ở Bình Dương và quen chị Lê Yên, quê tỉnh Bình Định. Khoảng 11 giờ tối ngày 29 tháng 7, đoàn xe xuất phát từ nhà chú rể ở Quảng Trị vào Bình Định để dự đám cưới tối ngày 30 tháng 7 và đón dâu về, nhưng đang vào thì gặp tai nạn ở Quảng Nam. Ngoài xe 16 chỗ chở 16 người trong gia đình chú rể và tài xế, đoàn xe vào Bình Định có một xe ô tô 4 chỗ do anh trai chú rể điều khiển đi sau nên thoát nạn. Người nhà nạn nhân cho biết xe 4 chỗ chở anh trai chú rể, hai cháu nhỏ và đồ sính lễ. Tai nạn giao thông kinh hoàng, ít nhất 13 người tử vong. Vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe container trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ít nhất 13 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 3 giờ ngày 30 tháng 7. Thời điểm này, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 75B00052 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Trên xe lúc này có khoảng 17 hành khách và trên đường vào tỉnh Bình Định rước dâu. Khi đến địa phận xã Điện Ninh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam thì bất ngờ xe khách va chạm với xe container mang biển kiểm soát 51D41121 kéo theo rơ móc 51R21575 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển theo hướng ngược lại. Theo công an có mặt tại hiện trường, sau cú tông xe đối đầu có ít nhất 13 người đi trên xe khách tử vong tại chỗ. Xe khách bị hư hỏng nặng, đầu xe container bị biến dạng. Cũng theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều ngụ xã Hải Sơn, huyện Quảng Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, Quảng Trị cho biết, ngay sau khi có thông tin về vụ tai nạn kinh hoàng, Ủy ban Nhân dân huyện đã lập tức cử một đoàn công tác do ông Lê Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vào Quảng Nam để thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đi cùng với ông Phước còn có cán bộ của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ và Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn. Tại xã Hải Sơn, lãnh đạo huyện Quảng Lăng đã cùng với lãnh đạo địa phương Hội Chữ Thập Đỏ đến các gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn để phụ giúp chuẩn bị các công tác trong công việc mai chay. Theo ông Lợi, ngay trong sáng ngày 30 tháng 7, huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng đã tổ chức họp khẩn để xử lý vụ việc cũng như bàn cách hỗ trợ cho các nạn nhân. Cũng theo ông Lợi, chính quyền Quảng Nam đã cho xe chở thi thể các nạn nhân về quê, dự kiến khoảng tầm 10 giờ đến 11 giờ ngày 30 tháng 7, thi thể các nạn nhân sẽ về tới quê nhà Hải Sơn.
trao đổi với thanh niên, ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng, Quảng Trị cho hay, ông đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng để đợi đoàn chở các thi thể nạn nhân ra hiện trường. Dự kiến thì các nạn nhân sẽ được đưa về trạm xá, Ủy ban Nhân dân xã, rồi sau đó đưa về từng nhà. Theo ông Vinh thì ban đầu Ủy ban Nhân dân huyện sẽ hỗ trợ cho gia đình người bị thương 2 triệu đồng trên một người, còn các gia đình có người mất sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng trên một người. Đó là trước mắt, còn sau đó sẽ tính tiếp, ông Vinh nói. Theo ông Vinh, hầu hết các nạn nhân đều có mối quan hệ bà con với nhau, có gia đình chết 4 người, các nạn nhân phần nhiều là nông dân điều kiện khó khăn. Xây biệt thự trái phép, vợ trưởng công an huyện bị xử phạt 2 triệu đồng. Vợ trưởng công an huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế bị chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng vì xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp chuyển đổi trái phép. Ngày 28 tháng 7, ông Phan Gia Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, xã vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Lỗi, sinh năm 1974, về sử dụng đất sai mục đích được quy định tại điểm A khoản 2, điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lỗi, sinh năm 1974, là giáo viên, đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo ông Phan Gia Điền, bà Nguyễn Thị Lỗi, sinh năm 1974, là vợ đại tá Lê Khánh Hà, trưởng công an huyện Nam Đông, còn chuyển đổi mục đích sử dụng đất là để xây dựng công trình nhà ở tại lô đất số 231, tờ bản đồ số 12 thuộc thôn 9 xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép, vợ chồng ông Hà còn xây dựng công trình bờ rào lấn chiếm lộ giới đường, nhưng vừa rồi hộ ông này đã đập bỏ phần công trình lấn chiếm, ông Phan Gia Điền thông tin. Chủ quán nước mía bị đồn kiếm hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng ở thành phố Hồ Chí Minh, bên thuế mời lên làm việc. Tôi rất mệt mỏi. Chủ quán nước mía ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh đã bác bỏ thông tin quán có thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng. Những ngày qua, trên một số diễn đàn, mạng xã hội dẫn hình ảnh và thông tin về một tiệm nước mía ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh có doanh thu tới hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng. Theo đó, quán nước mía nổi tiếng này ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Quán có diện tích rất rộng, với hàng trăm bàn ghế xếp chi chít, luôn tấp nập khách ra vào. Trung bình mỗi ngày, quán bán được 1.000 ly nước mía, ngày cuối tuần, lên đến 3.000 ly. Ngoài ra, quán còn bán thêm khoai mì. Với một ngày tiêu thụ 100kg khoai nguyên liệu, chỉ sau vài giờ đăng tải, thông tin trên đã nhận được hàng trăm nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Đa số đều cho rằng thông tin trên không đúng, vì cho rằng với ly nước mía 15.000 đồng thì khách có đông cỡ nào thì không đạt được mức doanh thu nửa tỷ đồng mỗi tháng. Để tìm hiểu thực hư về vụ việc, phóng viên đã tìm đến quán nước mía nổi tiếng trên. Phải chờ đến gần một giờ, chúng tôi mới gặp được bà Mai Thị Nền, chủ quán nước mía. Bà Nền cho biết, bà rất bất ngờ trước thông tin rằng quán bà có doanh thu một tháng hơn nửa tỷ đồng. Thông tin này khiến công việc làm ăn của bà gặp nhiều phiền toái. Mấy hôm nay, tôi rất mệt mỏi khi nhiều người đến hỏi về việc tôi bán nước mía mà mỗi tháng thu nhập nửa tỷ đồng. Thậm chí, chi cục thuế huyện Củ Chi đã gửi giấy mời tôi lên làm việc về một số vấn đề liên quan. Sáng nay, tôi vừa lên làm việc với họ. Họ cho biết sẽ xem xét, sắp tới sẽ đến quán để kiểm tra về vụ việc, bà Nền nói. Theo bà, quán nước mía bà có tuổi đời hơn 25 năm và khá nổi tiếng ở huyện Củ Chi. Khách đến quán thưởng thức phần lớn là khách du lịch và người dân địa phương. Nước mía của quán bà rất đặc biệt, được mọi người yêu thích. Ngoài nguyên liệu chính là mía và sầu riêng, nước mía còn được pha chế thêm đậu xanh đãi vỏ, được xay nhuyễn và nước cốt dừa. Tôi rất may mắn khi ở đây, ai cũng biết đến quán của tôi cả. Tôi xin khẳng định là lượng khách đông, nhưng nói thu nhập đến nửa tỷ đồng mỗi tháng là không đúng, chỉ là tin đồn. Khách bán lúc nhiều lúc ít. Mỗi ngày trung bình, quán bán được 300 đến 500 ly nước mía. Giá bán 15.000 đồng ly, còn khoai mì luộc 5.000 đồng dĩa. Với số lượng nhân viên đông,
Giá bán này, làm gì mà tháng thu nhập hơn nửa tỷ đồng, và nền khẳng định.